Sau trường hợp bé Hải An 7 tuổi ở Hà Nội hiến tặng rác mạc sau khi chết não gây xúc động mạnh trong dư luận, dường như phong trào hiến tặng và bộ phận cơ thể đang ngày một lan tỏa hơn. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 7, thêm một trường hợp bé gái 12 tuổi ở Hà Nội cũng đã hiến tặng hai rác mạc để mang lại ánh sáng cho hai người xa lạ. Bé gái vừa chút hơi thở cuối cùng vào sáng nay vì căn bệnh ung thư quái ác. Trưa mùng 2 tháng 7, Trung tâm Điều phối và Ghép tạng Quốc gia cùng Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương đã hoàn thành việc lấy rác mạc bé Nguyễn Vân Nhi, 12 tuổi ở phố Ngọc Khánh, Hà Nội, thuận theo tâm nguyện của bé trước khi qua đời. Vân Nhi được phát hiện mắc bệnh u nhú dây thanh quản từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua, cô bé đã điều trị tại rất nhiều bệnh viện, nhiều lần mở khí quản, nhưng lần nào bé cũng kiên cường, chưa từng kêu đau mỗi khi tiêm hay mổ. Từ ngày 22 tháng 6, Vân Nhi rơi vào hôn mê kéo dài suốt 9 ngày, đến hôm qua cô bé chết não và chút hơi thở cuối cùng vào sáng nay. Được biết là từ câu chuyện cảm động của bé Hải An thì gia đình đã có nguyện vọng được hiến tặng giác mạc. Khi nghe mẹ hỏi ý kiến thì dù không nói được nhưng mà Vân Nhi đã mỉm cười. Sau đó thì bố mẹ quyết định làm theo nguyện vọng của con gái dù rất nhiều người thân phản đối. Vâng, đây là lần thứ 3 kể từ khi ngân hàng mắt thành lập, đơn vị này nhận được giác mạc hiến tặng từ người hiến là trẻ em. Rác mạc của bé Vân Nhi sẽ được tái sinh ở hai người bệnh trong danh sách khoảng 1.000 người đang chờ ghép vì mù hoặc là thị lực kém do mắc các chứng sẹo giác mạc, bỏng giác mạc hay là loạn dương giác mạc.